không phát được thì con phải tắt đi phát lại. Em vào lại nhé các chị ơi, em vào lại ạ. Các chị vào lại giúp em ạ. Mạng chán quá. Mấy hôm nay mạng chán quá luôn ấy chị mọi người ạ. Các chị ơi mọi người vào lại giúp em nhé. Đang live thì bị đẩy ra ấy. Đang live bị đẩy ra, mạng chán đời quá. Mọi người vào lại giúp em đi nào. Mọi người vào lại giúp em với ạ. Chào chị Linh Cô, chào chị Hoàng Hồng, chào chị Thùy Dương nhá. Chào chị Hứa Vân, chào tất cả các tình yêu ạ. Mọi người vào lại giúp em nhá các chị nhá. Vào lại giúp em, mạng chán quá. Mạng chán đời ghê luôn đấy. Mọi người vào lại giúp em đi, mạng chán đời quá nè. Các chị xem được chưa nào? Mọi người xem được chưa? Mọi người xem được chưa ạ? Mọi người xem được thì comment cho em biết nhá. Rồi ok, Phạm Ngọc Lan này. Chào chị ạ. Mọi người xem được chưa nào? Các chị xem được thì comment cho em biết. Chào chị Nhung nhá. Mọi người xem được chưa ạ? Mạng chán đời ghê luôn. Mọi người xem được rồi thì comment cho em biết để em bắt đầu bán hàng nhé mọi người nhá. Mọi người xem rõ chưa nào? Em tiếp tục sale bộ này mọi người này. Em tiếp tục sale bộ nhá, các chị vào đi nào. Mọi hôm là bán 100k một bộ, hôm nay em sẽ sale 120k hai bộ. Em được rồi nhé, nay hơi giật giật rồi. Ok, cảm ơn các chị, chào chị Huyền. Đây, hôm nay sale là 120k hai bộ này các chị này. Chào chị Hà Vũ nhá. 120k hai bộ ạ. Đây ạ, chào chị Nguyễn Huyền nha. 120k hai bộ như em đang mặc này các chị này. Bộ lụa mặc ở nhà rất là mát luôn. Đấy, bộ lụa mặc ở nhà siêu mát luôn. Mà hôm nay sale rất là rẻ, 120k hai bộ. Các chị Huyền chưa gửi đâu. Chị Huyền có gửi, có gửi luôn không thì để tính nữa em gọi điện sau live em chốt đơn nhá. Sau live em sẽ chốt đơn, nếu mà ai muốn gửi thì gửi luôn. Rồi ok, chốt cho chị Trang màu cam rồi ok. Các chị có đơn rồi là mua kèm 60k một bộ nhá mọi người nhá. Mọi người có đơn rồi là chốt 60k một bộ, chốt cam cho chị Trang này. Em chốt cam cho chị Trang rồi nhá. Ai lấy thì comment cho em biết này. Có màu tím như em đang mặc nhá, lụa 3D nhá mọi người nhá, tím này. Màu cam này. Màu cam đây nhá, nhá. Màu đen trắng này. Màu trắng vàng này. Đây, màu này là hình này nhá. Cái này các chị comment hình cho em nhá. Đây, màu xanh cũng đẹp này chị Trang này, màu xanh đẹp này. Chất mềm thực sự luôn. Mặc rất là thích luôn ạ, mặc cực kỳ thích luôn ạ. Đây, hoặc là màu vàng cũng đẹp này. Chất lụa chị Phong Thủy ơi. Chị Phong Thủy, chất lụa nhá chị nhá, chất lụa này. Em đang sale là 120k hai bộ. Các chị comment nhá, đủ màu luôn, tím như em đang mặc nhá. Tím như em đang mặc. 120k hai bộ nhá, xả kho nhá mọi người nhá. Một trăm hai mươi k hai bộ xả kho này. Ai lấy comment nhá, vàng nhá, xanh nhá, vàng này, xanh này các chị này, cam này, đây, đen trắng này, hình nhá, rất là ngộ nghĩnh luôn.
ai lấy thì comment. Các chị từ 40 cân nhá, từ 35 40 cân đến khoảng 52 53 cân quay đầu nhá. Comment nhá. Bình thường là bán 120k một bộ, hôm nay em sale luôn. Sale xả kho nhá mọi người nhá. Ai lấy comment màu kèm số điện thoại cho em. Có đến tận là 6 màu luôn nhá. 6 màu luôn nha các chị nhá. Mọi người chia sẻ thật nhiều vào cho em nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình vào cho em nhá. Có ai chốt mã này không nào? Có ai chốt mã này comment cho em một bộ. Chị đang mặc nhé, vô ok. Cho chị Phạm Ngọc Lan một bộ tím này, cho em xin lại số điện thoại ạ. Chốt cho chị Phạm Ngọc Lan một bộ tím, cho em xin số điện thoại. Có áo chống nắng, áo chống nắng em có nhưng mà em chỉ còn hàng cộc thôi, không còn hàng dài. Hàng cộc nếu mà các chị muốn xem thì comment cho em biết nhá. Xin chào chị Nhung Linh ạ. Chị có mua gì thêm không, gửi để em gửi cho. Tại vì là một còn stock nên em vẫn chưa gửi cho chị ấy. Tình nghĩa mua gì thêm rồi để em gửi nhá. Đây nha các chị nhà, mặc lên dáng rất là đẹp này. Mặc ở nhà nhá mọi người nhá. Mặc ở nhà hoặc là đi chơi, đi loanh quanh ấy, rất là dễ chịu luôn. Đấy, cái mã này mặc rất là mềm mại, dễ chịu này. Ai lấy comment nhá, có tận 6 màu luôn. Toàn màu trẻ trung luôn các chị nào. Đây nhá, toàn màu trẻ trung. Toàn màu trẻ trung luôn này. Chất lụa mềm mát lắm nhá. Em đang sale xả kho nên là giá nó mới sốc như thế này. Cho chị hai bộ mẫu hình và trắng, và trắng vàng em nhé. Rồi ok, cho chị Huyền hai bộ, một mẫu là hình với một bộ trắng vàng. Đây. Một mẫu hình. Rồi ok chị Huyền nhá. Nào em vẫn còn nào, em vẫn còn đủ màu. Ở đây mình lấy bộ trắng ở đây đi. Bộ vàng, bộ hình. Nhầm. 60k một bộ nhá các nhá. Các chị có đơn rồi mua là 60k một bộ. Các chị mua combo là 120k hai bộ nhá. 120k hai bộ này. Bộ vàng hết rồi. Bộ nào đúng màu không? Không. Đây nhá, ai lấy comment này. Ai lấy comment nhá, em đang sale rất là rẻ luôn rồi. Có chị nào chốt mã này không nào? Các chị tranh thủ mua đi ạ. Các chị tranh thủ mua này. Đấy, tại vì quá rẻ luôn em xả kho này. Em xả kho giá quá rẻ luôn. Bộ trắng nhá các chị nhá. Bộ trắng này em đổi màu cho mọi người xem nhá. Em đổi sang cái màu cam này cho các chị xem. Màu cam này mặc lên cũng rất là đẹp này. Không tối ra đâu các chị ạ, không tối ra thì em sẽ ăn một con một tí. Đây màu xanh cũng đẹp các chị nhá. Màu xanh cũng đẹp này, không hề tối ra này. Không hề tối ra luôn, mặc tôn da chất đẹp nhá mọi người nhá. Tôn da luôn mà mặc mềm. Rất là mềm, rất là dễ chịu luôn. Đấy, cam này. Ai lấy cam comment cam này. 53, 54 cân quay đầu thoải mái vừa nhá mọi người nhá. Thoải mái vừa luôn. Cam xanh, cam xanh trắng đen và hình rất là ngộ nghĩnh luôn, hình rất là trẻ luôn này. Có chị nào chốt tiếp mã này comment này, comment nhá, màu kèm số điện thoại cho em. Chỉ với giá 60k một bộ quần áo nhá, quá rẻ đúng không các chị, quá rẻ luôn. Hôm nay em xả kho nên giá nó mới siêu sốc như thế, giá sốc giật mình luôn. Đây màu tím này, màu tím nhìn màu này rất là hay luôn này. Đấy, ai lấy comment combo 120k hai bộ nhá. 120k hai bộ, rẻ quá luôn phải không mọi người? Quá rẻ luôn. Chất liệu lụa nhá mọi người nhá. Lụa mềm nhá, lụa mềm, lụa 3D này. Lụa mềm nhá. Lụa nhưng nó như kiểu là von, nhưng nó không phải là lụa nóng. Von lụa, von lụa đẹp. Von lụa ấy. Von lụa đẹp, chất rất là mềm, thích cực kỳ luôn. Thích cực kỳ nhá, các chị mặc ở nhà sướng lắm. Rẻ hơn bộ lanh mà các chị mặc thì nó trẻ trung, nó chất liệu. Có ai lấy nào, có ai lấy thì comment nào. 120k combo hai bộ luôn. Hai bộ luôn nhá. Chị lấy cam và tím. Rồi ok, chị Hoài Cun lấy cam và tím cho em số điện thoại nhá. Các chị comment màu kèm số điện thoại để em chốt cho dễ mọi người nhá. Để em chốt cho dễ màu kèm số điện thoại luôn với cho em vậy ạ. Rồi cam và tím này, cam và tím hai bộ màu quá đẹp luôn, cho chị Hoài Cun cho em số điện thoại nhá.
120k hai bộ nào, ai lấy comment nào. Em vẫn còn đủ màu nha, em vẫn còn đủ những cái màu này nhá. Còn đủ những cái màu này 120k hai bộ. Chị nào lấy comment màu kèm số điện thoại nhanh tay. 53 cân quay đầu nha, 53 54 cân quay đầu này. Ai lấy comment nhanh này. Ai lấy comment nhanh kèm số điện thoại cho em nha, kèm số điện thoại nha. Số lượng có hạn này, trắng đen này, xanh này, xanh nhá, hình nhá mọi người nhá. Đây là bộ hình, đây là bộ tím và bộ em đang mặc là cam. Ai lấy comment nhanh màu kèm số điện thoại cho em. Đây chị Bách Hợp ơi, đây là màu tím này, màu tím nhá chị nhá. Rồi chốt cho Hoài Cun, tím và cam, hình này, bộ này là hình nhá. Bộ này là xanh, bộ này là màu xanh nhá chị này, màu xanh nhá. Rồi ok, cho chị đổi, chị Huyền đổi trắng vàng sang tím, trắng đen này. Đấy, ai lấy màu nào comment, comment cho em. 53 cân cao 1 mét mấy chị, 53 cân vừa mà, em mặc rộng thoải mái này. Em thì mặc rộng rãi thoải mái. Em là 50-51 cân rồi, chắc là 53 thoải mái luôn đây. Thoải mái luôn này. Nào ai chốt nào, ai chốt comment nhanh tay nào. Comment nhanh tay nhá. Tím ở đây. Cái đến chị Huyền là hết tím rồi. Chị Huyền ơi hết tím rồi. Đổi màu khác được không chị? Màu tím đến chị Hoài Cun là hết rồi ạ. Còn vàng chị Trang ơi. Chị Huyền ơi đổi sang màu cam đi. Chị Huyền đổi màu cam này. Màu cam đẹp này các chị này. Màu cam quá đẹp luôn. Trắng với hình. Rồi ok, bách hợp trắng với hình. Ok, chị bách hợp nhá. Chị bách hợp bộ trắng với bộ hình. Ok, chốt cho chị bách hợp rồi này. Vâng, rồi ok chị Huyền. Thế thì vẫn giữ màu vàng với màu cam nhá. Cô này xem bao tiền bằng tiền không? 50.000. Đây nha, em có một bộ lụa này. Em có một bộ lụa này sale 50k này. Ai lấy đi comment bộ lụa cho em nhá. 50 cân quay đầu này. Bộ lụa này sale 50k, 50 cân quay đầu này. Đây, em có một bộ lụa nha. Màu hồng cam này. Sale 50k, ai lấy comment bộ lụa cho em 50 cân quay đầu nhá. Quần của nó là quần sóc như thế này nhá chị nhá. Bộ này bộ quần sóc này. 50k, ai lấy comment bộ lụa cho em. Bộ lụa kèm số điện thoại cho em này. 50k. Rồi ok, em để nguyên màu cho chị rồi. Đây, ai lấy bộ lụa comment bộ lụa kèm số điện thoại cho em. Sale 50k đúng không nhá, sale 50k này. Cực đẹp luôn, 50 cân quay đầu thôi. Mềm đẹp ạ. Bộ rồi, ok cho chị Huyền bộ lụa luôn. Chốt bộ lụa cho chị Huyền luôn. Đây, còn ai chốt mã này nữa không? Em qua mẫu này. 120k 2 bộ nhá, combo 120k 2 bộ. Các chị có đơn rồi mua 60k một bộ này. Có đơn rồi là 60k một bộ lụa nha em mặc nha. Ôi rẻ. Xong quần áo bây giờ rẻ quá rồi các chị này. Vừa đẹp lại còn vừa rẻ này. Quá trời đẹp luôn mà rẻ nhá chị nhá. Quá trời đẹp luôn rẻ. Qua mẫu khác này các tình yêu nha.
bộ lụa này là trước các chị hỏi mua suốt lại không có, bây giờ tưởng người ta nhờ sale ấy nên là sale chưa rẻ luôn. Thì trước đây các chị mua 120.000 một bộ cũng không đủ bán. Đây là tưởng nhờ sale ấy. Qua mong nhé mọi người nhá. Mình vẫn còn bộ lụa nhé, có bạn nào mua bộ lụa thì tiếp tục comment nhé. Bộ đen trắng này, hôm qua đen trắng này cũng đẹp lắm. Đây, không phải không? Đấy, bán luôn cái đấy. Bán luôn thì cho cái quần nó chẳng phép luôn rồi. Nó quần đen mà. Đen. Hoài Cun ơi, chốt cho bạn rồi nhá, 1k 1 tím rồi nhá. Chốt cho Hoài Cun 1k, 1k 1 tím rồi. Đổi mẫu nhé mọi người nhá. Em chốt cho chị Hoài Cun rồi. Đây đổi mẫu này các chị này. Em đổi sang mã quần quần dập ly như thế này nhá các chị nhá. Quần dập ly này, quá xinh luôn. Cả set này là 110 một set luôn. Quần dập ly như em đang mặc nhá mọi người nhá. Đứng lên đây cho mọi người xem này. Đây, quần rất là đẹp luôn này. Quần suông nha mọi người nhá. Quần suông, quần dập ly này. Rất là đẹp luôn. Em bán là các chị mua nguyên quần. Nguyên quần là 80k như vậy nhỉ? Nguyên quần là 80k. Còn các chị mua cả set là 110 nhá. Nguyên quần là 80k. Các chị mua cả set là 110 này. Đây nhá, quần này quá đẹp luôn này các chị này. Quá đẹp luôn nhá, quần dập ly nhá. Quần này mặc siêu xinh luôn. Có hai màu các chị ạ. Quần này có hai màu là màu đỏ với lại màu đen. Màu đỏ với lại màu đen này. Quần như em đang mặc nhá, có đỏ với đen nhá. Quần này là 80k một quần, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn nha. Áo dây như em đang mặc cũng bán nhá, 40k một áo, các chị mua cả set là 200k. À 210 nhỉ? 100. 110. 110 cả set nhá mọi người nhá. 110 cả set này. Ai lấy thì comment nhá. 52 cân rồi. 52 cân thì quần thì 55. Quần này 55 cân vẫn mặc được. Quần thì nó là quần suông 55 60 cân các bạn vẫn mặc được. Áo thì từ 52 cân thôi. Áo thì chỉ 50 51 cân thôi. 51 52 cân là cùng thôi. Nhưng mà quần nhá, quần này các chị kể cả 60 cân quay đầu vẫn mặc thoải mái luôn. Từ khoảng 48 đến 60 cân quần ấy. 45 cân mặc rộng, mặc rộng. Từ 48 đến 60 cân nhá. Quần này từ 48 đến 60 cân này, quần dập ly rất là đẹp luôn. Mã này đang cực hot luôn này các chị này. Mã này đang cực hot luôn nhá. Ai lấy quần thì comment nhá, có đỏ với đen này. Có đỏ với đen nhá các chị nhá. Ai lấy quần comment nhá. Comment cho em này. Màu kèm số điện thoại. 80k một quần thôi nhá mọi người nhá. Quần này chỉ 80 thôi. Em đang sale rất là sốc luôn. Ai lấy quần không nè? Ai lấy quần thì comment nè. Comment cùng với số điện thoại cho em để em chốt nè. Đây đổi qua mã khác này.
được nha Nhung ơi. Bạn không thích có thể cắt ngắn đi cũng được. Nếu mà không thích mặt dài có thể cắt ngắn hơn, tùy. Mã này nó là dám xuông ấy. Hoặc là bạn có thể chọn mã khác, chọn những cái mã chấm bi hoặc mã kẻ ấy. Chị Nhung lung linh tí nữa chọn sang mã quần kẻ. Quần kẻ thì nó ngắn mà mình thấp thì mặc mẫu kẻ thì nhìn nó sẽ cao hơn đây. Đây, tiếp cái mã này nữa đây các chị này. Đây nha, tiếp cái mã này nữa. Mã này cũng rất đẹp này. Mã này rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Mã này rất là đẹp luôn. Mã này cũng chỉ 80k thôi nha mọi người nha. Còn màu thì có cả quần gũi dán cổng đấy. Mã này 80k này. Có xanh Quảng Châu nhá, chất siêu đẹp luôn, mềm mại đẹp. Xanh này là xanh đậm nhá. Xanh này xanh đậm này. Xanh đậm và xanh rêu, xanh cụ gì à? Xanh như em đang mặc là xanh rêu và đen. Đây. Đây mã này đen có dáng ngắn hơn đấy. Em ngắn em thấp hơn thì em có thể mặc chọn những mã như thế này. Đen siêu đẹp này. Xanh đậm và xanh rêu nhá. Đen, xanh đậm và xanh rêu, quần này quá đẹp luôn. Chị nào lấy comment nhá. Nào lấy comment cho em có này. Bán riêng áo kẻ nhá. Áo kẻ nếu mà có đơn rồi mình bán 35.000 một cái, còn nếu mà chị bán 40. Quần này chỉ 80k một quần thôi các chị, 55 cân quay đầu vừa thoải mái đẹp nhá. Nào có ai đây đây mới là chị Trang Trần Hà Nội này. Xin chào chị Trang. Đây có ai thích quần này thì comment này. Các shop khác bán không dưới 150k luôn. Bán toàn trên 150k rồi các chị nhá. Em nhà em đang sale siêu sốc này. Nhà em đang sale siêu sốc nhá. Đấy, chị nào lấy comment nhá. Đen này, xanh đậm nhá. Xanh đậm này, màu xanh đậm này mặc lên rất là hay luôn. Xanh đậm này mặc lên rất hay. Và xanh rêu nghe đang mặc nhá. Có chị nào chốt mã quần này không nào? Chị nào chốt mã quần này comment nhá. Comment màu kèm số điện thoại hoặc là các chị có đơn rồi thì có thể dồn đơn này. 80k một quần thôi nhá mọi người nhá, 80k thôi, ai lấy đi comment cho em. Màu kèm số điện thoại, đen, xanh đậm và xanh rêu ạ. Nào ai lấy đi comment cho em nào. Anh dân chiều nay có đơn rồi. Lấy cho chị cái xanh như em đang mặc gửi con chưa nhé. Ok anh dân nhá. Đẹp lắm luôn thật. Không bao giờ các bạn mua đâu được cái giá 80k một cái quần đũi đẹp như thế này đâu. Đây. Hàng Quảng Châu chất siêu đẹp luôn, chất lụa đũi của nó đẹp. Đẹp lắm luôn. Ok chị anh dân cái mã này đẹp này, mặc lên đẹp, màu đẹp, màu đẹp. Đẹp thế mà mọi người cũng chốt, quá đẹp luôn. Bởi vì bây giờ mình đang theo ấy. Đẹp luôn. Chốt cho chị Oanh Dân nha. Đây nha, tiếp mã này các chị này. Các chị có thích hoa không nào? Đây, tiếp cái mã hoa này nhá. Tiếp mã hoa này cũng sale này. Tiếp mã hoa này cũng sale nhá, các chị tầm khoảng 55 cân quay đầu nhá.
cũng sale là 80k này. Mã này cũng đang rất là hot luôn. Mã này cũng đang rất hot nha. Chị nào lấy hoa, lá nhá. Lấy lá, comment lá kèm số điện thoại cho em. Còn màu hồng. Còn màu hồng này. Quần đi cho nhanh nha, quần nhá. Quần bạn có thể mua cả set luôn cũng được. Còn màu hồng và màu xanh đậm này. Chỉ 80k một quần nhá mọi người nhá. Chỉ 80k. Giá sốc luôn. Đây kể cả cái màu hồng này mặc lên đẹp này. Mặc nhìn rất là trẻ trung đẹp luôn. Đảm bảo đẹp luôn. Rồi chị ai lấy? Anh Dân lấy sỉ thì inbox nha. Đảm bảo là giá vô cùng yêu thương luôn nha. Còn số lượng bạn lấy bao nhiêu cũng có. Chất đũi chị ơi, chất lanh chất đũi. Chất lụa như Ly đang mặc nó là chất lụa. Chất đũi, à, cái màu thì là chất đũi, còn cái em đang mặc là lụa. Đây các chị có thể mặc với cái set này này. Áo trắng, áo Adidas này. Áo trắng này, set này lên quá xinh luôn. Không phải chất lanh nhá, toàn chất lụa đũi đâu. Chất này cực đẹp luôn, vừa mát lại nó chất nó bền, bền hơn là lanh. Đây, cả set lên đẹp luôn. Đây nha, cả set lên đẹp luôn này. Đấy, các chị có thể mua set như thế này, siêu xinh luôn. Em cảm ơn chị Tâm Võ. Đây nha, có chị nào lấy không này? Áo đát này. Em anh Tân nhé, inbox nhé. Bạn lấy số lượng nhiều thì giá càng rẻ. Đây, áo đát nhá, các chị có thể mặc cùng nhá. Đây, mặc cùng với những cái quần này cũng rất là xinh luôn. Đấy. Ai lấy thì comment cho em nha. Ai lấy thì comment cho em ạ. Mua những cái set như này mặc này, siêu xinh, siêu đẹp luôn. Mặc lên xinh lắm. Cái set như này các bạn từ dưới 50 cân mặc là đẹp. Đi thì hơn 50 cân. Quần ai lấy thì bạn thì comment nhá. Em còn cái màu hồng này rất là đẹp. Còn cái màu hồng này cực trẻ luôn. Chân váy đấy thì nhìn như em còn xòe đôi chị Lan ạ. Để ăn. Nghe ơi. Mẹ không có nước kem cho anh. Anh lên. Anh Tân đang bảo Ly người đẹp tặng lịp kem. Các chị nhiều người có tán chuẩn hơn Ly nhiều. Chôm chôm một tí cụ đây. Dưa hấu không có, dưa hấu có chôm chôm. Có sữa các kiểu đấy cụ đây. Nào các chị có lấy mã này nữa không để em qua mẫu cho mọi người nhá. Hôm qua con bao các kiểu.
nha các chị nha, em sale đến váy này. Sale đến váy này các chị này. 150 sale 99k nhé mọi người nhá. 150 sale 99k, 55 cân quay đầu này. 150 sale 99k, 50 cân quay đầu nhá. Chị nào lấy váy bi comment váy bi kèm số điện thoại cho em. Từ 40 cân đến khoảng 55 cân quay đầu này. Lấy một nửa ra thôi, mang một nửa đấy. Đây em đang sale này, ai lấy comment à? 99k thôi nhá mọi người nhá. Siêu rẻ luôn, siêu sốc luôn. Nào có ai chốt mã này comment này. Comment bi kèm số điện thoại cho em nhá. Bi kèm số điện thoại cho em. Sale 99k thôi. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn nhá. Chất của nó chất von rất là mềm luôn. Chất von rất là mềm này. Váy bi này các chị mặc đến đầu gối luôn. Mặc đi chơi quá xinh luôn này. Đi chơi đi biển quá xinh luôn nhá. Nào có ai chốt bi không nào? Có ai chốt bi comment cho em nào? Mẹ ơi. Lèo nhéo nhéo đi ra. Lấy cái sổ điện thoại. Đây 60 cân thì mặc cái váy này. 60 cân có thể mặc cái váy này nhá. Nền đen này, hoa vàng cực kỳ là xinh đẹp luôn, tôn da. Đấy. Rất là xinh luôn. Đây. Ô, cái này nó bị ấy. Mẹ ơi. Đỡ mất tí ở chỗ này. Mẹ. Tự nhiên con thấy con dao mẹ bác con là bác tiếng Anh. Có mấy cân thì mặc cái mạng đen đấy chị. Đây nha các chị nha, đổi qua cái mã này này. Vâng, chỉ còn màu đen với lại màu hồng chị ạ. Có màu đen với màu hồng. Màu hồng đây chị này. Quá trời xinh luôn. Đấy, em còn đen với hồng nhá. Nếu mà chị lấy màu nào thì comment cho em biết. Em đổi qua mã này nhá chị nhá. Đổi qua mã này này. Mã này em bán cả quần nhá. Cả quần lẫn áo luôn. Quần là 80k, áo cũng thế, cả set là 160 nhá. Áo 80k, quần 80k này. Quần thì có đủ size luôn, dành cho các chị tầm khoảng 51 cân quay đầu nhá. 51, 52 cân. Quần 51, 52 cân quay đầu này. Áo cũng thế nhá mọi người nhá, đủ size luôn này. Đủ size từ 40 cân đến 52 cân quần ạ. Áo thì là 80k, quần cũng 80k luôn. Cả set là 160 nhá.
Quần em có rất là nhiều màu, có cả hồng này các chị này. Đấy, quần này em có hồng nữa. Đây, quần em có màu hồng, màu đen, màu cam đất nữa đây. Màu rất là đẹp luôn. Cam đất đây rồi mẹ ơi. Hồng đen cam đất này các chị này. Hồng đen cam đất nhá, quần đủ màu. Quần rất là đẹp mà sale có 80k một quần thôi mọi người này. Đấy, đằng sau là chun, đằng trước là cạp nhá. Đằng sau là chun, đằng trước là cạp. Có ai lấy mã quần này không nào? Cho chị hai cái quần đen và cam đất. À, chị Vân Thùy ơi, cho em số điện thoại với. Cho em xin số điện thoại với ạ. Chị Vân Thùy có đơn nhưng là chưa có đơn đúng không? Chất đẹp cực kỳ luôn. Đây chị Vân Thùy bao nhiêu cân ấy nhỉ? Đây chị ơi, màu hồng này. Màu hồng đấy chị Kim Ngân Nguyễn này. Màu đen đâu rồi nhau. Chị Vân Thùy bao nhiêu cân để em chốt quần ạ? 54 cân em ơi. 54 cân vẫn vừa mà. Size L vẫn vừa. 54 cân thì mặc size L size to nhất. Bổ vào tay đấy Mỹ Anh ơi. Em đừng bổ, em bổ em vào tay. Tay bóc cũng được mà. Quần này comment cho em này. Ai chốt mã quần này comment cho em nhá. Chỉ 80k một quần nhá nhá. 80k một quần này, chu này. Co giãn thoải mái luôn. Đây. Chun co giãn thoải mái luôn. Hồng nữa này các chị này. Hồng nhá. Cho chị Vân Thùy này, đen. Đen với lại cam đất. Mỹ Anh xuống hỏi váy đen. Váy đen hoa mẹ để đâu rồi? Không xù nha mọi người nha. Chất không xù nhá. Chất đẹp mỹ mãn luôn. Không đẹp em cho gọi là em đang xèo. Mỹ Anh đợi đi đâu rồi? Hôm kia bật quạt trần lên. 09852 1. Nhà em không bán hàng vớ vẩn đâu, không đẹp cho các chị giả lại luôn. Không 98 này, 521 này, 5829 này. Đây, chị có thể nhìn gần chất này. Không bao giờ xù luôn.
chân không bao giờ phù nha, may cũng rất là nét luôn rồi. 160 một đôi các chị mua ở ngoài, 160 một cái luôn, em đảm bảo luôn chất này, em đảm bảo này, tại vì khách nhà em cũng bán nhiều khách quen mà, các chị yên tâm nhá. Em mặc hồng cho mọi người xem. Rồi ok, nhập một số lại để em sửa lại. Không 985 này, 215, 215, 929. Rồi ok chị ạ. Đây màu hồng đây các chị này, màu hồng này, 80k một quần nhá, quá đẹp luôn đấy, quá đẹp luôn, quá đáng đồng tiền bát gạo mà các chị bỏ ra luôn. Nhà em các chị yên tâm về chất, nếu mà không đẹp em cho các chị giả lại luôn. Chưa mua hàng nhé, bao giờ thì các chị có thể mua thử một vài lần để cảm nhận nhé mọi người nhá. Đây chị Thu Hậu Nguyễn đây, khách mua nhà em lần đầu vừa mới nhận được. Đấy. Vâng, đồng giá 80k hết nhé các chị nhá. Còn 80k đây nhá, em có một cái mã áo đá đấy các chị này, một cái mã áo phông đá cực đẹp luôn đây. Ủa, hết rồi thôi. Đây màu đen đây này chị này. Màu đen đấy nha các chị nhá. Khi Ngân Nguyên lấy màu nào thì comment màu cho em này. Rất là đẹp luôn. Có màu hồng và màu đen. Nếu mà thích trẻ trung ấy thì mặc màu hồng. Nếu mà còn các chị thích màu đen hoa này. Đấy, thích màu tối thì có thể mặc màu đen. Đây qua một mặt áo đá này, mặt áo đá như em đang mặc này, 201 theo và 101 nha mọi người nhá. Ô, quần màu đen em vừa mặc thử rồi, quần màu đen em vừa mặc thử ấy chị, hết màu đen rồi. Em xem hình như là hết màu đen rồi. Em vừa thử đen đấy, em vừa thử đen trước màu hồng đấy. Đây còn màu đen size cho chị Thu Hậu này, còn màu đen size bé này, 80k này. Chị Thu Hậu lấy đi comment nhá.
màu đen size to em vừa thử rồi, em hết màu đen size to rồi nên là em không vừa, em không vừa cái size M này nữa. Đây em chỉ mặc size L vừa thôi. Chị Thu Hậu thì mặc size M vừa này. Đây dáng nó cũng như màu hồng nhá. Màu đen em vừa thử đây, nếu mà chị muốn xem thì tí nữa chị có thể xem lại like giúp em này. Đây. Còn màu đen size to em hết rồi, em còn cái size M này chị mặc được này chị Hậu này. 80k thôi nhá. Mặc màu đen nó cũng lên như màu hồng này mà. Dáng giống nhau. Có chị nào chốt mã này nữa không nào? Áo nhá, áo như em đang mặc này. Ờ, váy đen đấy là 99k chị Ngân ơi. Chị Kim Ngân Nguyễn ơi, 99k thôi ạ. Chị có chốt đơn luôn không? Phải tí nữa em gọi đến chốt đơn luôn. Áo đá này các chị này, áo đá như em đang mặc nhá, size là 101. Đây 201, size của 101 này, áo đá này. Rồi ok, chị Hậu lấy quần đen này cho em xin lại số với ạ. Này. Tám bốn năm. 0963. 845. 865. Rồi ok. Chốt cho chị Triệu này. Chị vẫn cần tìm một cái maxi form đừng dài quá. Quần tây màu chưa có ạ. Maxi form đừng dài quá. Chị ơi mai về nhiều hàng mới. Mai nhé chị nhá. Mai thì về nhiều hàng mới thì tha hồ mà lựa luôn. Quần tây em chưa có. Maxi có này. Chị Thảo, chị không mua một mua dài đâu. Chị Thảo mà người bé chị mặc cái đấy không hợp đâu. Rồi ok chị. Rồi bao giờ có em báo nhá. Mai có hàng mới thì chắc tầm khoảng ngày kia, tối mai hoặc là tối ngày kia, trưa ngày kia là bắt đầu like. Mọi người chú ý nhá. Rồi em chưa gửi luôn đâu chị Hậu, em có thể dồn đơn cho chị nhá.
Bao giờ có hàng mới em báo mọi người ạ. Đây áo em đang mặc có ai lấy không này? Hàng Thái nha mọi người nhá. Hàng Thái xịn đẹp luôn. Sale xuống còn 101 này. Sale xuống còn 101 áo như em đang mặc nhá. Từ 40 cân đến 60 cân bao vừa luôn. Có màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Màu trắng, màu đỏ, màu xanh. Ai lấy thì comment cho em nào. Sale này 90k 2 cái này mọi người này. Sale mã crop top này nhá. 90k 2 cái, các chị tầm khoảng từ 47 cân quay đầu là mặc đẹp. 47 48 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 90k 2 cái này, màu vàng nhá. Màu xanh rêu này. Màu vàng, màu xanh rêu này các chị này. 90k 2 cái. Sale lô vốn luôn. Hàng da da xịn đẹp chất quá mát luôn này. Đấy. Da xịn đẹp nhá, chất mát lạnh luôn. Sale 90k 2 cái, màu vàng, màu xanh rêu, hai màu nhá. Màu vàng, màu xanh rêu này. Luôn nhá mọi người nha. Đây Adidas này các chị này. Adidas này có màu trắng với màu vàng này. Màu trắng với màu vàng nhá. Đều sale 90k 2 cái. Chị nào lấy comment nhanh nè. Comment nhanh nha, số lượng có hạn này. Đây, hình nhá. Đây là hình này. Hình và đát này. Hình và đát đấy nhá. 90k 2 cái luôn. Quá rẻ đúng không? Quá rẻ luôn. Chất cốt tông nhá, chất phông zip. Chất phông zip mát lạnh luôn. Mà em sale rẻ. Mọi người nhanh tay nè. Người nhanh tay nhá, tổng khoảng từ 48 cân quay đầu là mặc là đẹp. 48 cân quay đầu thôi nhá mọi người nhá. Có ai chốt mã này không nào? Chất phông gíp, phông tăm đẹp cực kỳ luôn. Chị lấy cái vàng Adidas có vừa không? Chị Trang chắc là vừa, chị Trang vừa mà em còn vừa nữa. Rồi ok, chốt cái vàng Adidas này cho chị nha, 45k. 90k 2 cái, các chị mua luôn 2 cái đi. Cái mã này có cả rêu này. Em vẫn vừa mà, mỗi tội là em mặc thì nó chật thôi. Chị 48 cân thì chắc vừa thoải mái. Như em là em vẫn vừa mà. Đây nha các chị nhá. Màu rêu này. Mã hình màu rêu. Mã hình màu rêu. Theo 90k 2 cái luôn. Để chưa từng có luôn nhá mọi người nhá. Mua 1 tặng 1 luôn. Không khác gì mua 1 tặng 1 luôn này. Chất đẹp, chất bao đẹp luôn. Chất bao quá đẹp luôn nhá mọi người nhá. Không phải, không phải cái hàng phông nóng đâu. Các chị mua hàng nhà em yên tâm về chất luôn, chất bao đẹp luôn. Nào các chị không, các chị em like. Các chị có chốt mã này không nào? Mã này quá đẹp luôn này. Qua mã khác nhé mọi người nhé.
N48. Mới chết. Béo một tí cho xinh chị ạ. Béo một tí cho da nó đẹp. Đồ ok, bách, chị bách hợp đát trắng. Chốt đát trắng cho chị bách hợp. Áo phông xanh có chị ơi. Chưa like bao giờ luôn. Áo phông màu xanh. À mã như em đang mặc có màu xanh ấy chị. Đây, mã như em đang mặc có màu xanh này chị. Chị Nhung này. Đây em đổi qua mã zoom này. Cho chị áo phông màu xanh 53 cân nhé. Rồi ok. Em chốt cho chị Nhung cái mã phông màu xanh này nhá. Cái này đẹp mà chị. Em ơi chị không lấy áo nữa. Cho chị hai quần bò, một rách, một không rách. Rồi ok. Cái mã phông này đẹp mà chị không lấy này. Mã phông hàng thái xịn luôn. Hàng thái xịn 201 em đang sale còn 101. Đấy, 201 em đang sale còn 101. Rồi ok em chốt quần bò cho chị. Đây zoom lên này các chị này. Cho các chị dưới 50 cân, 50 cân quay đầu ạ. À. Em là 50 cân này. 50 cân quay đầu nhá mọi người nhá. Zoom hàng Quảng Châu này. Hàng Quảng Châu đẹp có túi luôn, túi rất là sâu đựng được đồ luôn. Đây. Zoom siêu đẹp luôn này. Siêu đẹp nhá. Đang sale là 100 nhá. 150 sale còn 100 này. Ai lấy zoom comment zoom kèm số điện thoại cho em chất lụa nhá. Bên trên là chất von này. Bên dưới là lụa này, tơ lụa này, đẹp này. Rồi ok, cho thêm chị Nhung cái áo xanh này nữa.
áo xanh này em đang sale nên là mới có cái giá rẻ thôi chị ạ, hàng đẹp mà. Quá đẹp luôn. Em chốt áo chị Nhung nhá. Có chị nào lấy zoom mình nữa không nào? Chị nào lấy zoom này thì comment zoom kèm số điện thoại cho em nhá. Sale là 100 luôn này mọi người này. Sale là 100 dưới 50 cân vừa nhá. Từ 40 đến 50 cân vừa. Rồi ok chị Nhung 53 cân nhé. Ok tình yêu nhá. Đây, từ 45 đến từ 40 đến 50 cân này. Ai lấy zoom comment zoom này. Ai lấy zoom comment nhá. Em like nốt mã này nghỉ nhá mọi người nhá. Ai lấy gì thì comment nhá. Sau like mọi người xem lại like inbox, chụp ảnh hình inbox cho em nha. Chào tất cả mọi người.